Hello anh em, mới về cái con neo FPV là chín, mới bắt thị trường nó chạy hưởng vòng trường nó đi quá sướng. Xe này thằng em nó mua ngay chủ luôn, ngay cái nhà của cô đó nó chia sẻ nó cho phép. Con này màu đỏ, hai lấy chín, áo đó em cũng kiểm tra. Này dán keo mới lột rồi, còn cái đường keo rồi thấy không? Dán keo, người ta cũng kỹ quá ha. À, áo đúng đời luôn trời, áo đúng đủ anh ha, anh em thấy không? Cái số hàng cuối cùng 2010 là nó đó, tại vì dòng neo tới 2010 là hết rồi nó, tức là áo thử xe luôn đó. Còn ví dụ như áo đó thay mới thì nó phải để tới 2014, 2016 rồi anh em ha. Xe này người ta đi dạng như người ta đầu máy đâu, ta không có giữ kỹ anh em ha, nó hơi chì chút xíu à, nhưng mà máy cái hơi ác lắm. Xe này như cô đó, cô nữ đó chạy không, cái lốc máy thì cơ bản đẹp à, nó chỉ chấm chớm chút xíu ra thôi nè. Thì xe cũ mà anh em ơi, nó phép quay cũng nói hoài với anh em, mỗi cái xe nó sẽ mang một cái tính lỗi theo thời gian à, một cái lỗi nhất định nào đó do cái chủ cũ đó, người ta xài anh em ha. Giống như con người mình vậy đó, mỗi người sẽ mang một cái thương thẹo đó, mà chẳng ai giống ai đâu, mỗi người sẽ có cái thẹo riêng biệt khác nhau. Xe nó cũng vậy đó, do trong quá trình mình sống, mình sinh hoạt đó. Ví dụ như phép này, chơi thể thao, chơi môn đá bóng nè, với cái bù gối hả, thẹo không đó. Còn anh nào mà ngu heo thì hất môi anh nào ha, ngu heo hất môi đó, tức là đua xe sức môi nha, chứ không phải là nuôi heo sức môi nha. Nuôi heo thì không có liên quan tới heo đâu, nuôi heo thì không có liên quan tới sức môi đâu, không lẽ dành ăn với nó cáp, nó cạp cho sức môi. Thì cuộc phim một ha, quay video thì anh em thấy rất là rõ đó, có những chi tiết thì nó cũng dễ, thành ra em cũng không có nói vô, cái nào cần thiết thì nói. Mà nói tàu lao không, mà nãy giờ nó vụ gì nuôi heo gì nữa, sầm sàm nữa rồi phục nổ ha. Đó, cơ bản truyền tải dẫn động cái chất xe, cái video đến cho anh em quay, với từng khi quên đó, khi mâm những khi là không phán đoán được là mâm gì luôn á nha anh em, nó quên á, nó lẫn lộn giữa là cái dòng này với dòng nọ, tại vì anh em biết rồi, cái đầu mình như cái máy tính vậy thôi, nhớ nhiều quá thì nó full như thế nào á. Mâm có nốt ruồi nha, đó, nốt ruồi cạnh nè, cầm trước là không có, đúng của nó là gì đó nè, không có nè, cầm sau mâm sau là có, cầm cái mâm gờ gõ gàng mà cũng nói cầm nữa à. Không biết rồi anh em, có gì anh em thông cảm nha anh em, nhiều khi cái nào không đúng không phải đó, thì anh em cứ comment để là bình luận, rồi phép kiểm tra lại, kiểm tra chính xác thông tin lại cần thiết. Cái này phép muốn môi móc cỡ nào phép cũng có đó, nhưng mà con cái nhiều khi mình không có chú tâm quá, mình nói chung không, những chi tiết không quan trọng á, mình nói lộn. Giống như gờ cái giờ đạp nè, hay giờ thắng nè, cứ nói giờ số vậy khi nó quên. Xe là máy zin nè, cốc nền đẹp á, cốc nền này ổi chứ, mặt trước mặt sau đẹp quá nè. Đó, sắt cạnh ốc nó đúng chắc ốc nó vậy đó. Cái nước sơn nè, đầu trên đầu dưới nó chỗ mộc. Cái gấp nó không có mục anh em ơi ha, nó dập sơn coi, chắc sơn lõm lắm, để găng gì trên video vậy đó anh em ha. Ui gọi đâu anh em coi, con này màu đỏ đẹp đó, đi đâu có nhiêu đâu, có chín mấy ngàn à. Đó đây, gần có 100.000 anh em ơi, mà cái máy hết có biết đúng là dòng neo này vẫn ngon. Máy cái hơi nhẹ lắm, cái hơi nhẹ thêm cái ga nhẹ, cầm ga gỉ nó đã lắm em. Đó,
phép bán anh em 52 triệu anh em ha. Xe này do nó có biển sẵn, anh em có rút thì thêm tiền như rút đi. Còn 8 nút ha. 30104. 52 triệu anh em có rút hồ sơ thì hàng này có hồ sơ tầm 1.8 triệu. Bên An Giang rút khó, bây giờ phí nó hơi cao quá anh em. Xe này thì ngay chủ rồi. Ốc sống đẹp quá anh em, xe này ốc sống nhìn đẹp. Ốc sống liền băng luôn. Nó cái chỗ máng đồ không chạy luôn ha. Tí tí này nói chung là không quan trọng đâu, xíu đó. Biết bao nhiêu năm rồi. Thấy có già là phép kiểm tra là đúng đát đó. Con này đầu 70. Bởi vì anh em thấy nó bay phớt phớt không? Nhìn nó thì nó phải vậy đó. Cái máy anh em nghe. Nghe quan trọng cái này nè, nó. Cái tiếng bơm á, cái tiếng bếp á. Sạc sạc ở trong ngồi nhận hàng. Có tiếng gì ngoài tiếng bếp. Con này đi nhẹ lắm. Tại vì mình cầm ga mình lên á, mình cảm nhận được cái điều đó nha nè. Cốt đạp zin đó. Nhìn tổng thể cái xe nó có cái hình nha đó, chứ không phải mà kêu là nó lụm thộm anh em ha. Cái hình nó rất là căng. Dòng đèn số vô nghe sướng. Cái vòi đạp ở trên nó hơi xét rồi. Số vô chát chát. Kiểm tra máy móc lại cho anh em cái nữa rồi mình ập cái video nha. Ốc tán rồi anh em dòm. Cạnh cả con bên nắp điện này cũng không thấy dấu tháo nè anh em dòm ha. Tháo là nhà dập cạnh là kỹ kiểu gì thì cũng sẽ bị lộ trong các 4-5-6 con này, nó cũng phải gan con nè. Nó đều bắn nhau anh em ha. 2 con nè, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con. Nắp điện này em còn chưa thấy mở nè. Thì 2-9 thì cái gòn nó còn xanh nè. Hơi có dòm nha anh em ơi, tại vì trong kẹt quay khó lắm. Đó, thấy không? Còn zin đó. Kê sát vô cho anh em coi. Bên này chắc có thể dễ xem hơn. Đó. Còn zin em ha. Giờ ra 9,000 cây. Mình phải nói chung có cái sự nương tay điều nhẹ chút xíu nha anh em. Chứ xe của anh ta mà anh em lại anh em dặn hết 80-100% ga rồi. Anh em báo khối người ta là không có được, vậy là không được nha anh em. Test kỹ thuật thì không phải là kêu mà dặn cũng vậy đâu. Còn gì nó liền băng anh em ha, qua đây đúng dễ thấy hơn nè. Liền băng đều nét.
máy nẹt đung đung buông ra rồi gan ti nó cũng trở về bình thường nha, nó không tiếng gè tiếng gẹt tiếng kêu hay là tiếng gì hết nha. Nè ốc nền dưới nè, có cái là lò xo tớp thì hơi bị khó xem nha, bây giờ nó hơi mờ nó nét mà đẹp đó nè. Em làm cái video là quay vậy nè em, thẳng tóc 100% kiểm tra nhớt cho anh em nha, nhớt mới luôn nè, mới chát luôn ha, đó mới chát luôn. Để mất công rồi về nè, điện thoại hỏi là nhớt nhau thế nào, mất công mất thời gian. À, ốc nồi zin nè, dơ hầy đen thui luôn, chưa có chạm gì đâu á, tại vì ha mười mấy năm mày chạy gần cả 100.000 cây rồi ha. Đó, một cái xe vậy đó, coi là phải coi cho nó, nếu mà coi phải xét nó là phải cho nó đủ yếu tố, coi cho nó tới xe nha anh em, chứ nhiều người mua về ghi dòm mà phải ngốc rồi phán rồi bậy là không có đúng. Nó nhiều khi ví dụ đơn giản cái xe người ta bắt cái này đó, cái thời gian nó gãy, ví dụ đi cái đầu ta mở ra thì nó gãy, anh em biết là lâu năm nếu mà anh em dặn không khéo nó sẽ có thể gãy luôn ốc này luôn á, chứ đừng huống hồ gì mà nó dập cái cạnh rồi xong anh em dòm á một hai con ốc á, anh em ơi điện thoại anh em la làng lên á, anh em quản á, hoặc là anh em bị tâm lý không vững đó, mua cái bị người này nói người kia nói á, bị thằng này nó hù kia nó hù á, quản hồ quản vía điện em hớt hơi hớt hải điện la làng á. À, la tung té lên không đâu nha anh em ha, có bình thường thôi đó, để xác định một cái xe zin vớt nó nhiều tố lắm đó, xe anh nhập dòm ốc nồi cũng chưa có chỉnh nữa nè, ốc đều hết trơn luôn nè, con nào cũng như con nấy luôn đó. Ngoại trừ mấy cái con người ta bắt cái này phải chịu rồi, bắt thấy nó đen đen cạnh gỗ gàng nè, thấy không, còn mấy con mà bình thường thì nó không có đâu. Con này tổng thể máy im quá, máy đi nhiều quá trời cái máy này, gặp người ta tua vậy ta về 40-50 ngàn, còn ở đây không có anh em ha, chỉ vội vã rồi rửa cho anh em rồi lên clip đó. Xe này cái hình nó cứng đó chứ, tổng thể hình nó cứng tại vì bạc sơn áo sống nó đẹp quá ha. Trường chạy trường báo ok rồi hết rồi, bắt trường chạy thử em làm biến không có chạy rồi. Cảm ơn nha anh em đã dành cái thời gian mười mấy phút coi video của Phép nha, anh em xem nhớ like chia sẻ cũng như đăng ký kênh ủng hộ Phép nha anh em ơi, rồi chúc anh em thật nhiều sức khỏe.